Giống như mình quay lại để mình cái cảm giác ban đầu của mình khi mình mở cái quán ra, nó cái âm thanh nó lên một cái là mình thấy nó ấm, là mình thấy thích rồi. Thì nói chung là cảm ơn anh thì đã ủng hộ Thiên Phủ. Thì không biết là sau khi mà tụi em lắp đặt á, thì không biết anh có góp ý hay anh có chia sẻ gì thêm cho bên team Thiên Phủ không cái anh thấy Thiên Phủ rất ok, hồi ạ? nãy anh hát rất là ok, rất Cảm ơn. ok. Nói chung là chọn Thiên Phủ setup dàn con cái này rất là tuyệt vời. Âm thanh thì hát thì rất là chuẩn, hay. Lắp đặt thì cũng rất là ok. Có lần một cũng sẽ có lần thứ hai phải không? Như mua thì ở tận Sài Gòn lận, và các anh phải đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi xe xuống đây để mà bảo hành cho Như cũng như là chỉnh sửa âm thanh. Và các anh đã chỉnh một lần rồi, xong rồi là Như ca rồi, nhưng mà chưa có hài lòng lắm thì Như có alo lên thì các anh vẫn đi xuống và bảo hành cho Như rất là ok, rất là tốt. Nói chung về tất cả từ âm thanh thì nói chung là nó quá tốt rồi, nó quá ok rồi. Nhưng mà Như thích nhất là cái cách phục vụ, cái cách chăm sóc khách hàng và cái cách mà nhanh gọn của đội ngũ ở đây thì rất là ok. Như hài lòng cái đó và rất là tôn trọng khách hàng và luôn luôn là giải quyết những cái vấn đề của khách hàng rất là nhanh chóng, thì cái đó là cái điều mà Như thích nhất. Và Như cũng cảm thấy là nói chung là rất là hài lòng với dịch vụ của bên Thiên Vũ Audio như mọi người. Tụi con tư vấn cái loa rồi đi với lại cái men rồi đi với lại cái vang rồi đi, tổng thể là con tư vấn một cách rất là nhiệt tình với một cái giá thì rất là tiết kiệm. Mà bây giờ thì nghe là mình hát rồi mình nghe nhạc thì không thể nào tưởng tượng được là nó rất là hay. Mình chọn bên chỗ mấy anh em Thiên Vũ, bên công ty Thiên Vũ là thấy thứ nhất là uy tín, cái thứ hai là anh em nên làm việc rất là chuyên nghiệp, thì đi dây đi loa này kia các cái là mình cũng hài lòng, nhất là nó không có quá rườm rà, rồi đi theo ý mình, chỉnh cái âm lên một cái, mở bài nhạc lên mình test loa một cái là mình khoái rồi. Mình phải đi giống như mình quay lại để mình cái cảm giác ban đầu của mình khi mình mở cái quán ra, nó cái âm thanh nó lên một cái là mình thấy nó ấm, là mình thấy thích rồi. Thì nói chung là mấy anh em bên Thiên Vũ là việc chuyên nghiệp. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Chị cũng cảm ơn ba em nhân viên đã làm nhiệt tình, đã trang trí cho nhà chị hai cái loa rất là ok đẹp, và cũng dàn loa chị hát nghe thấy cũng nhẹ và êm. Mình thì cảm thấy rất là ưng ý với phần setup của bên Thiên Vũ. Đối với mình thì một cái phần karaoke mà trong gia đình là không thể thiếu. Tuy nhiên thì gia đình mình có đặc biệt hơn, bởi vì gia đình mình là nghệ sĩ và vợ chồng mình thì vẫn có hoạt động nghệ thuật và đôi khi mình cũng hay đi hát. Thế cho nên là cái thẩm mong và cái yêu cầu của mình sẽ cao hơn bình thường một chút. Và mình cảm thấy là với phần âm thanh mà bên Thiên Vũ set up cho mình thì mình thấy rất hài lòng. Cô rất vui là hôm nay là được bên em thì qua để mà lắp cái đàn dàn cô karaoke cho nhà gia đình. Tuy nhiên thì nói là karaoke gia đình nhưng mà cô thấy là tác phong á của công ty là làm việc rất là chuyên nghiệp, và cô rất là hài lòng về chất lượng âm thanh cũng như là cái set up á, làm cho cái gian phòng của mình nó trở nên nó gọn gàng nhưng mà âm thanh nó vẫn sống động. Và cái âm thanh mà từ nãy giờ mà cô thử thì cô rất là hài lòng, rất là tuyệt vời. Theo như nãy giờ cô ca thấy âm thanh ok, được dàn loa ok,
âm thanh là tuyệt vời. Nói chung là đây là một lời đánh giá chân thành của cô, thì con rất cảm ơn. Thì một lần nữa thì con cũng xin thay mặt cho Thiên Vũ cũng cảm ơn gia đình cô và cảm ơn cô rất là nhiều, và chúc cho cô và gia đình có một năm mới an khang thịnh vượng và luôn hạnh phúc và được luôn bình an. Cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ công ty bên em. Khi mà mở quán thì cũng chúc là quán mình sẽ rất là đông khách và có nhiều khách đến trải nghiệm. Okay, cảm ơn những lời chia sẻ của anh. Thì tụi em sẽ cố gắng làm tốt hơn và những khách hàng khác nhiều hơn, cũng như là trong quá trình anh sử dụng á, thì mà có cần hỗ trợ gì thì anh cứ liên hệ, thì sẽ có cái bài xuống hỗ trợ cho anh ha. Xin cảm ơn công ty Thiên Vũ rất nhiều. Rất là cảm ơn bên Thiên Vũ của con, đặc biệt là hai đứa ngày hôm nay. Cảm ơn cho cháu được mình ăn như sợ nè. Chào mọi người.